Huyền thư Charlotte xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập bài chung có chủ đề Người đó có nghĩ đến ai khác ngoài bạn không? Trả bài này sẽ có hai câu hỏi chính là người đó có nghĩ đến ai khác ngoài bạn không? Nếu có thì họ nghĩ về điều gì? Còn nếu không thì mình sẽ tùy nội dung của tập bài để đặt câu hỏi tiếp theo hoặc là chỉ có một câu hỏi thôi. Bây giờ chúng ta đến với phần chọn tụ bài. Phần chọn tụ bài mình luôn đặt ở phần mô tả. Các bạn chạm vào tiêu đề, kéo xuống các bạn sẽ thấy phần chọn tụ bài ở phía dưới. Bây giờ chúng ta chọn tụ bài ngày hôm nay nhé. Đây là tụ bài số 1, viên đá hình trái tim. Tụ bài số 2, viên đá màu tím. Tụ bài số 3 là viên đá màu xanh ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Với câu hỏi là người đó có nghĩ đến ai khác ngoài bạn không? Và bao giờ Charo cũng check cái năng lượng hiện tại các bạn nhé. Nghĩa là tại cái thời điểm này thì cái người đó là người trong suy nghĩ của các bạn có nghĩ đến ai khác ngoài bạn không? Nếu căn cứ vào trả bài thì mình nghĩ là họ không nghĩ đến ai khác cả. Bởi vì mình thấy trong lòng họ, trong tâm tư của họ có một câu chuyện mà mình nghĩ rằng câu chuyện đó liên quan đến bạn. Mình thấy đây là một kết nối mà mang năng lượng của The Devil. The Devil, nếu mà ta nhìn một cách tiêu cực thì ta sẽ thấy nó tiêu cực. Bởi vì chúng ta đang có một con quỷ tâm trí. Con quỷ này là con quỷ phụ thuộc, một con quỷ bám chấp, một con quỷ nghiện ngập. Và giống như là nó giống như cái sợi dây kim tuyến của khi Tô Ngộ Không gặp nạn ấy, nghĩa là đi không được ở không xong, nó khiến cho người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi. Còn nếu ta nghĩ nó là một bài học, nó là một bài học mà chúng ta cần phải vượt qua thì nó sẽ khác, đấy là tùy cách chúng ta nghĩ. Ở đây thì mình thấy người này tại cái thời điểm này họ có xu hướng là họ muốn bình yên, chín cốc chính là sự bình yên. Và họ hiểu một điều, bình yên, cái sự bình yên nó chỉ có được khi mà cái tâm bình yên. Mà cái tâm bình yên thì có nghĩa là đừng có yêu ai nữa. Để cho cái tâm được nghỉ ngơi thì tuệ mới mở. Thì lúc đấy cái giống lại họ nhận thức được rất rõ cái năng lượng của The Devil trong cái trả bài này. Nghĩa là họ nhận thức là có một cái mối quan hệ cứ dính mắc với họ khiến cho họ mệt mỏi. Vậy thì bây giờ chỉ bằng cách đó là hãy im lặng. Ở đây không hiểu vì sao mình thấy hiện lên cái hình ảnh của một người mà mình nghĩ đó là bạn là người nghe, còn cái người đó là cái đối tượng của bạn á. Thì mình thấy ở đây như có một người đang nghe thì phải đang nghe hoặc là đang dùng cái năng lượng ở quy đầu short. Theo quy đầu short là năng lượng của một người rất là thông minh, có thể giống như là một luật sư ấy, nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Nếu là công an thì nhìn đâu cũng thấy tội phạm, luật sư nhìn đâu cũng thấy vấn đề, bác sĩ nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân, giáo viên nhìn đâu cũng thấy lỗi của lời ăn tiếng nói rồi của chính tả các kiểu ấy. Thì mình thấy là ở đây có một người vì ghen, có thể cũng ghen hoặc là có một cái vì một cái điều gì đó liên quan đến, nghĩa là một người đòi chia tay, đây là cắt đứt, nghĩa là dừng lại cắt đứt. Mà cái lý do là mang năng lượng của The Devil, có nghĩa là có một chuyện gì đó diễn ra khiến cho cái người nữ này. Bây giờ mình đọc hai năng lượng nhá. Năng lượng nam là mình thấy có năng lượng của chín cốc mà như mình vừa mới phân tích, còn năng lượng của nữ là quy đầu short. Và người năng lượng nam này, họ mình có cảm giác như họ đang chịu đựng chịu đựng cái năng lượng của người nữ. Người nữ là quy đầu short, rất là thông minh, thông minh giống như mình vừa mới nói ấy. Thông minh thì luật sư nhìn đâu cũng thấy vấn đề vân vân. Và vì một lý do nào đó mà cái người nữ quy đầu short này đang đòi chia tay, đòi chấm dứt mối quan hệ tại đây, thì người nam này họ không trả lời. Họ có xu hướng là họ không trả lời mà họ mang cái năng lượng của 4 cấp, nghĩa là họ im lặng. Họ im lặng bởi vì mình cảm thấy cái người nam này họ có năng lượng của King of Cups. King of Cups thường nói về một cái người đàn ông họ rất là trưởng thành về mặt suy nghĩ, về mặt tình cảm ấy, cảm xúc ấy. Có nghĩa là King of Cups thường nói một người rất là thấu hiểu, nghĩa là họ hiểu được đối phương đang như thế nào và cách ứng xử của họ làm sao để phù hợp. Có nghĩa là nếu như họ biết đối phương đang buồn thì họ sẽ không, họ cư xử để đối phương không giống là cái tâm trạng nó không nặng nề hơn. Nếu mà đối phương như thế nào đó thì họ biết cách lựa để làm sao cho cái mối quan hệ nó trở nên hòa hợp. Nghĩa là King of Cups là cái người mà rất thấu hiểu người khác và cư xử bao giờ cũng đạt tới cái sự an hòa, yên bình, đó là King of Cups. Và họ thấy giống như mình cảm giác cái im lặng của 4 cấp, nghĩa là họ nghĩ là bởi vì cái người kia đòi chia tay. Đấy ở đây nghĩa là chia tay đấy. 7 kiếm này là sự rời đi, là vì một cái sự hiểu nhầm nào đấy. Vậy thì
tốt nhất là im lặng không nói gì cả, bởi vì càng nói thì sự việc càng thêm rối đó. Và ý là họ hiểu rất rõ được cái năng lượng của The Devil, nó đang có một cái sự vướng mắc rất là mệt mỏi ở đây. Vậy thì cách tốt nhất chính là im lặng là 4 cốc, cách tốt nhất chính là dừng lại 7 xu. Có nghĩa là bạn cứ tưởng tượng như là người nào có một xu hướng là nếu như nói ra mà không có lợi thì tốt nhất là không nên nói gì cả, im lặng là vàng, theo kiểu như thế. Và họ nghĩ rằng là thôi cứ kệ đi, rồi khi nào mà giờ săn, nghĩa là trong đêm tối, giờ Devil có thể được ví như đêm tối, thì khi nào giờ săn, khi ánh mặt trời chiếu rạng thì mọi thứ sẽ qua thôi, lại có sờ ta thôi. Thì ở đây mình còn thấy hình ảnh ở đây, cái người nam họ nghĩ về người nữ, họ cảm thấy cái người nữ này bên trong thì rất là thông minh, quay shot thì thường rất là thông minh, nhạy bén, nhưng mà tính cách thì hơi trẻ con. Giờ săn nó kiểu là trẻ con, và nghĩa là và tính cách có cái phần hơi thất thường, bởi vì là giờ săn là mặt trời, star là mặt là những ngôi sao ấy, có nghĩa là vừa mới sáng thì nắng có mặt trời mà thì tối đêm đã có ngôi sao, nghĩa là gì thay đổi rất là nhanh, thay đổi giữa đêm và ngày ấy, ngày và đêm nó rất là nhanh. Và lời nói thì rất là giỏi biến hóa, bởi vì Queen of Shot là thường thuộc cái diện là rất giỏi biến hóa lời nói, lúc hôm nay lúc này nói thế này, lúc khác lại thay đổi lời nói của mình rồi. Và giống như họ hiểu rất rõ cái cô này là người như thế nào, cho nên là kệ theo kiểu là không chấp. Cho nên là với cái tính cách của cô ấy thì tốt nhất là im lặng, không nói gì cả. Thì mình nghĩ là với một cái tâm tư như thế này thì mình nghĩ là họ chẳng có thời gian để họ nghĩ đến ai cả, ngoài cái câu chuyện này. Vậy thì bạn nghe, bạn là người trong cuộc thì bạn hiểu đây là ai, đó có phải là bạn không? Nếu như đây không phải là bạn thì đó là một đối tượng khác, một đối tượng khác. Thì cái câu trả lời nó thuộc về bạn chứ không phải là người trải bài, mình chỉ đọc vấn đề thôi. Còn nếu như bạn thấy cái người nữ đó là chính bạn thì người này họ không có ai ngoài bạn cả. Còn nếu như không phải là bạn thì có thể họ nghĩ đến người khác, hoặc là bạn chọn một tụ bài khác cho mình. Mình thì mình thấy nổi lên đặc điểm ở đây là mình thấy có năng lượng của King of Cups, có thể là bọ cạp và cự giải, chủ yếu nổi lên hai cái năng lượng đó. Đây là một cái người rất là tinh tế, điềm đạm, một cái người mà có sự trưởng thành về mặt cảm xúc và rất là khéo cư xử. Ở đây có một người khá là thông minh và có phần hơi cổ. Đây có cả market nhá, có bảo bình market. Bảo bình với market thì có cái xu hướng là tính cách bảo bình thì rất là thông minh, trí tuệ. Market có phần hơi cố chấp, cứng nhắc. Đó, mình thấy như vậy. Và tùy bạn phân định xem là như thế nào. Còn với tư cách trải bài của mình thì mình thấy là thôi mình không phán đoán, bởi vì để các bạn phán đoán, mình chỉ xem diễn biến tiếp theo của cái mối quan hệ này. Nếu nó là bạn thì đây là mối quan hệ của bạn và người đó. Còn nếu là của một ai đó thì mình sẽ xem cái mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Còn bạn nhớ đây là trải bài chung. Nếu như bạn thấy cái người trong câu chuyện không phải là bạn thì bạn hãy chọn một tụ bài khác cho mình. Chúng ta không áp đặt bất cứ một điều gì ở trải bài chung để chúng ta làm ảnh hưởng, mang lại năng lượng tiêu cực cho mình. Còn nếu như bạn có một câu chuyện mà bạn cảm thấy bạn nghi ngờ thì bạn nên chọn trả bài riêng để cho mình một câu hỏi chính xác nhé. Còn bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là cái câu chuyện này nó sẽ diễn biến như là diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào. Câu hỏi thứ hai là diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này như thế nào. Mình thấy trong khoảng thời gian tới diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này tập trung vào sự chuyển hóa bên trong các bạn nhé. Sáu kiếm thể hiện bằng chất mần là sự chuyển biến ở bên trong, chuyển biến về mặt nhận thức, về mặt trí tuệ, về mặt năng lượng ấy. Và mình thấy ở đây sẽ có một thời kỳ kết thúc, sẽ có một cái giai đoạn nào đó kết thúc để mở sang một cái giai đoạn khác. Mình thấy đây là một mối quan hệ mà các bạn có nhiều cái khoảng cách. Sáu kiếm mới là một khoảng cách. Các bạn cứ tưởng tượng là sáu kiếm là một cuộc đi ngược dòng, nghĩa là giữa hai người để đến được với nhau nó không dễ dàng gì cả. Và có lẽ là bởi vì cái việc mà không dễ dàng gì cho nên nó mới xảy ra nhiều chuyện để có sự nghi ngờ, để có lúc dừng lại, lúc chậm chạp, lúc phát triển chậm chạp như thế. Nhưng mà cái sáu kiếm này trong khoảng thời gian tới sẽ được thay đổi bằng năng lượng của chất mần và đen, nghĩa là có một cái gì đó cần thực sự đã cần được bỏ đi. Nó giống như thể là thực thay thế, chất mần và đen là sự thay thế để biến chuyển sang một cái năng lượng khác dựa trên một cái năng lượng của 4 cấp. Có nghĩa là mình nghĩ là xảy ra một chuyện gì đó và cả hai người đều tập trung vào bản thân mình. Năng lượng của 4 cấp rất là thiền định, tập trung vào bản thân, lắng nghe bản thân. Thì sau một khoảng thời gian tập trung vào bản thân, lắng nghe bản thân thì cái nổi rõ lên đất nhất đó chính là Queen of Wands. Thì mình nghĩ rằng ở đây có năng lượng của bọ cạp các bạn nhé, năng lượng của bọ cạp dựa vào lá bài Death, Queen of Wands có thể là nhân mã. Thì nó năng lượng nó không nói lên cái điều tên cung hoàng đạo thì nó không nói lên điều gì cả. Bọ cạp chỉ là một người rất là trực giác, bọ cạp
trực giác nhất trong 12 cung hoàng đạo, nghĩa là trực giác rất là nhạy bén, thông minh, phải vào loại bậc nhất trong 12 cung hoàng đạo. Sau đó đến Bảo Bình, Song Ngư, vân vân. Song Ngư thì mang cái năng lượng của cái việc đó chính là thông minh bởi trực giác nhiều hơn, và giống như là cái kinh nghiệm từng trải, bởi vì là cung hoàng đạo cuối cùng mà lãnh nhận tất cả những cái gì ưu và nhược điểm của các anh chị trước đó, nhưng mà bọ cạp thì có cái sự thông minh giống như là thông minh vốn sẵn tính trời ấy, kiểu như thế. Thì sau một khoảng thời gian họ tập trung vào bản thân thì họ mới nhận ra Queen of Wands. Queen of Wands ở đây nó giống như là người ta không thể thiếu nhau được ấy. Queen of Wands nó giống như một ngọn lửa hướng về phía mặt trời. Các bạn cứ tưởng tượng có những cặp đôi mà cứ rời nhau ra thì giống như họ mất đi sinh khí ấy. các bạn có hiểu được không ạ? Có nghĩa là ở cạnh nhau thì luôn luôn cảm thấy bất an, cảm thấy nó cứ có cái gì đấy, nó thực sự là họ khiến họ mệt mỏi bất an. Nhưng mà hãy cứ rời nhau ra thì nó như mất đi sinh khí ấy. Nó khiến cho họ không còn động lực để mà làm việc, động lực để mà phấn đấu và phát triển nữa. Và vì thế mặc dù mình nghĩ là có những người đã nghĩ chuyện chia tay rồi, dừng lại rồi, bởi vì Death 4 cốc nó là biểu hiện cái sự muốn dừng lại, muốn chuyển đổi trạng thái ấy, chuyển sang một cái, ví dụ như là dừng mối quan hệ này để tiếp nhận một mối quan hệ khác. Nhưng mà cái hình ảnh của cái người đó, cái năng lượng Queen of Wands ở đây không phải là một hình ảnh của một người nào cụ thể cả, mà giống như một ngọn lửa. Mà khi vắng cái ngọn lửa đó rồi thì luôn cảm thấy mình giống như một người mà mất đi cái năng lượng sống ấy, mất đi một cái động lực sống ấy, năng lượng của 7 cốc, và nhận ra rằng họ chính là một cái nửa hòa hợp của mình, chính là trung hợp khác của mình, chính là bình yên trọn vẹn của mình. Mình thấy ở đây, và khi đó thì xuất hiện năng lượng của Emperor. Emperor thường nói về cái năng lượng của một người đàn ông đích thực đấy. Đích thực ở gì? Đích thực ở bản lĩnh, đích thực ở mạnh mẽ, đích thực ở dám nói, dám làm. Và họ dùng cái năng lượng đích thực này để họ phá tan cái sự bối rối của 8 kiếm. Chúng ta có 6 kiếm, lúc nãy chúng ta có 6 kiếm, và cái 6 kiếm đấy, cái cuộc đi ngược dòng đó có thể đi không thành công. Cho nên là với trở thành năng lượng của 8 kiếm thì người đàn ông này đã sử dụng cái năng lượng mạnh mẽ can trường của mình để phá tan cái tường thành bị bế tắc, tường thành bị đóng kín của 8 kiếm, và có một năng lượng của sự thay đổi rất lớn, thay đổi toàn bộ cục diện, đó là năng lượng của The Tower. Và cuối cùng họ giống như là sau một thời gian nghỉ ngơi ấy, giống như là một sau họ tỉnh choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ, năng lượng của 7 cấp thì họ nhận ra rằng đó chính là tình yêu. Quy nào khác nó giống như cái trực giác của họ nhận ra rằng cái cốc trên tay của họ đấy, cái cốc trên tay đó chính là tình yêu, và cái cốc đấy chỉ có chứa đựng một người thôi, và ngoài cái người kia ra thì không ai có thể thay thế. Và khi họ nhận định ra điều đó thì mình thấy họ có một cuộc phát triển, một cái sự phát triển, đó chính là một cuộc thay hiểu là tiến về phía trước bằng năng lượng của The Chariot ấy. The Chariot đang đẩy chuyến xe hành trình tiến về phía trước, và cái chuyến xe đó biết là sẽ có rất nhiều cái thử thách, rất nhiều cái gian khổ, nhưng mà họ vẫn quyết tâm tiến về phía trước. Và các em qua nó đại diện cho giống như là một cái luồng sinh khí mới ấy, để giúp cho họ có một động lực để họ tiến về phía trước. Thì cái đài bài này ấy, nó chưa rõ ràng, mình chỉ thấy nó là một sự chuyển hóa thôi. Nghĩa là mình thấy các bạn ở trong cái tụ bài số 1 đang ở trong một giai đoạn chuyển hóa, mà giữa các bạn có rất nhiều hiểu nhầm, có rất nhiều những đắn đo cân nhắc. Và vì hiểu nhầm, vì đắn đo cân nhắc, khi cái mối quan hệ này nó bị rơi vào cái trạng thái là đóng băng, không đi được, không di chuyển được. Vì thế có một cái sự kiện nào đó nổ ra năng lượng của The Tower để khiến cả hai nhận ra rằng mình chính là ngọn lửa của đối phương và ngược lại, và thiếu đối phương thì mình giống như thể là cái con đường đi của mình nó thiếu đi ánh sáng, nó thiếu đi ngọn đuốc, nó thiếu đi cái động lực ấy và cái năng lượng sống. Và cuối cùng họ nhận ra rằng họ sẽ phải làm gì đó để họ giữ cái người kia trong cuộc đời của mình. Thì mình thấy nó là một sự chuyển biến khá chậm đó các bạn. Nghĩa là bây giờ nếu các bạn đang có sự im lặng thì có thể vẫn sẽ có sự im lặng nhá, có thể vẫn có sự nhàn nhạt, vẫn có cái việc mà bạn cảm thấy băn khoăn không biết nó như thế nào. Nhưng trong khoảng thời gian tới thì mối quan hệ này nó có sự di chuyển như thế để nó đạt tới một cái đích cần đạt. Mình thấy đây là một mối quan hệ tâm linh, và các bạn là những người mà mình nghĩ là có cái sự hòa hợp về mặt năng lượng đấy, có nghĩa là có nhiều mối quan hệ khác mà chỉ có nữ phát triển thôi, nhưng nam thì không, nhưng mối quan hệ này thì mình thấy có. Và các bạn đang tiến trên con đường tiến tới cái hành trình tiếp theo của mình, và mình nghĩ là đây sẽ là một cặp đôi cùng đi đó các bạn nhé. Thì đến tụ bài số 1 thì mình chỉ đọc được những thông tin như thế thôi, và các bạn nhớ đây là trải bài chung, cho nên là mình chỉ đọc thông tin chung nhất để nó phục vụ cho nhiều người, chứ mình không thể đọc riêng tư cho một ai cả. Còn nếu các bạn có một cái
Vấn đề riêng tư các bạn cần nhận được thông điệp nó cụ thể chi tiết hơn thì các bạn có thể trả bài riêng nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình mà chưa đăng ký kênh thì bạn giúp mình bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, bạn tạo tương tác với mình bằng like, comment, và nếu có nhu cầu thì bạn liên hệ trả bài riêng với mình ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 2 với câu hỏi là người đó có nghĩ đến ai khác ngoài bạn hay không? Các bạn nhớ người đó là người mà bạn nghĩ đến. Còn trong trải bài này mình sẽ đọc câu chuyện thôi, thì tự bạn sẽ phân định cái hình ảnh của cái người nổi lên trong trải bài này đó là bạn hay là ai khác. Thì nếu là bạn thì đó là câu chuyện của bạn, còn nếu như là ai khác thì có thể đó chính là cái người mà người đó nghĩ về, hoặc là bạn chọn một tụ bài khác nhé. Mà đây là trải bài chung, chúng ta không quyết định bất cứ điều gì trong trải bài chung cả. Nếu như bạn cảm thấy cần có một cái kết luận chính xác thì bạn nên chọn trải bài riêng. Đó là mình nói riêng cái chủ đề này thì mình phải nói thẳng là như thế. Chúng ta không áp đặt bất cứ điều gì nếu nó không có lợi cho chúng ta trong trải bài chung cả nhé. Bây giờ mình đọc bài. Mình thấy cái đối tượng của các bạn ấy, người đó á, họ đang sống trong những tháng ngày của tình yêu. The Love là 6, số 6 ấy, The Lover là tình yêu. Mình thấy cái người mà họ nghĩ đến ấy có thể là trong công việc các bạn nhé. Trong công việc đây. Trong công việc có nghĩa là hai người, để mình đóng cửa.